mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhân Viên Việt Nam. Và như mọi ngày, từ hôm nay Thu Hà sẽ cùng với các bạn cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất nhé. Mới đây thì Google Pixel 4a đã xuất hiện trên video trên tay và toàn bộ thông số cấu hình của chiếc máy này đã được tiết lộ. Cụ thể thì đoạn video này đã xác nhận thiết kế của chiếc Pixel 4a giống hệt như những tin đồn rò rỉ trong thời gian qua, với màn hình đục lỗ ở phía trước và cụm camera vuông giống như Pixel 4. Bên cạnh đó thì mặt lưng của máy cũng được làm từ chất liệu nhựa phủ sơn nhám, ở giữa là cảm biến vân tay một chạm. Trong khi đó thì thông số cấu hình của máy cũng đã được tiết lộ hoàn toàn trong video, như là màn hình 5,81 inch, độ phân giải là 2340x1080 pixel, chip xử lý Snapdragon 730, GPU Adreno 618 cùng với RAM 6GB và ROM là 64GB, viên pin 3080mAh, cổng sạc USB Type-C và chạy trên hệ điều hành Android 10. Pixel 4a chỉ được trang bị camera đơn phía sau với độ phân giải 12MP, hỗ trợ đèn flash LED, quay video 4K cùng camera selfie phía trước là 8MP. Oppo sẽ tặng loa piano trị giá 8 triệu đồng cho những khách hàng đặt trước chiếc Oppo Find X2. Cụ thể thì Oppo sẽ chính thức ra mắt flagship Find X2 tại thị trường Việt Nam vào Chủ nhật ngày 15 tháng 3 tới đây. Oppo cũng công bố chương trình đặt hàng cùng nhiều ưu đãi và gói quà tặng hấp dẫn dành cho những khách hàng đặt trước Find X2. Theo đó thì chương trình đặt trước sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3. Trong thời gian diễn ra chương trình đặt trước, khách hàng sẽ được nhận ngay bộ quà tặng và ưu đãi bao gồm loa piano BioPlay A1 trị giá 7 triệu 900 nghìn đồng, bảo hành toàn cầu 12 tháng, bảo hành chính hãng 18 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng và trả góp với lãi suất 0%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn những bức hình trên tay của chiếc IQOO 3 5G đầu tiên tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có bộ nhớ chuẩn UFS 3.1 đầu tiên với con chip Snapdragon 865, một mức giá rẻ. IQOO 3 là smartphone chuyên chơi game mới nhất của Vivo, vì vậy không khó hiểu khi hãng trang bị những phần cứng gần như tốt nhất cho chiếc máy này. IQOO 3 được trang bị chip xử lý Snapdragon 865 mạnh mẽ, GPU Adreno 650 hứa hẹn cải thiện hiệu suất đồ họa khi chơi game lên tới 25%. Phiên bản này có RAM 6GB và 128GB ROM. Vivo trang bị hệ thống làm mát carbon fiber Vivo cùng với nút cảm ứng Monster đặt ở khung bên phải. Smartphone này cũng có tính năng 4D Game Vibration giúp cải thiện trải nghiệm rung khi chơi game. Ngoài ra thì máy còn có tốc độ chạm cảm ứng là 180Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà hơn nhiều trên màn hình. IQOO cũng có các chế độ bổ sung như là Ultra Game Mode và Multi Turbo IQOO để tăng hiệu suất khi chơi game. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc máy nữa cũng của thương hiệu Vivo mang tên là Vivo Nex 3S 5G với những trang bị khủng trong mức giá chỉ từ 179 đô. Vivo Nex 3S 5G có màn hình AMOLED 6,89 inch với thiết kế dạng thác nước với hai cạnh cong gần 90 độ và tỷ lệ đạt 99,6% so với thân máy. Không sử dụng nút âm lượng hay là nguồn vật lý mà sử dụng nút ẩn, máy quét vân tay cũng được ở dưới màn hình. Đây là điện thoại Vivo đầu tiên được tích hợp chip Snapdragon 865 mới nhất của Qualcomm, hứa hẹn sẽ tăng trải nghiệm chơi game của người dùng. Điện thoại còn được trang bị tính năng giúp giảm nhiệt độ màn hình từ 3 đến 4 độ C, cũng như nhiệt độ chip xuống hơn 10 độ C. Vivo Nex 3S 5G sở hữu hệ thống 3 camera đặt trong module hình tròn, bao gồm cảm biến chính Samsung JW1 64MP với khẩu độ f1.8, cảm biến góc siêu rộng 13MP khẩu độ f2.2 và cảm biến tele 13MP với khẩu độ f2.48. Cụm camera sau của máy hỗ trợ zoom quang 2x, zoom kỹ thuật số 20x, quay video 4K và video slow motion. Camera selfie thọt thụt với cảm biến 16MP. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin khá là đáng buồn đây. Đó là sự kiện ra mắt iPhone 9 của Apple sẽ bị hủy. Trước đó thì sự kiện này sẽ được xác nhận ra mắt vào ngày 31 tháng 3. Theo nhiều nguồn tin trước đây thì Apple dự định sẽ ra mắt chiếc iPhone 9 trong tháng này. Sự kiện đã được lên kế hoạch tổ chức vào thứ Ba ngày 31 tháng 3. Nhưng trước tình hình dịch bệnh do virus Covid-19 đang diễn ra tại Mỹ, Apple có thể sẽ phải đưa ra quyết định hủy bỏ sự kiện này. Theo một nguồn tin nội bộ thì trong cuộc họp ngày hôm qua, Apple đã quyết định hoãn lại ngày bán của iPhone 9. Nguyên nhân không chỉ do các dây chuyền sản xuất iPhone bị ngừng chạy mà còn do nhu cầu mua smartphone mới đang sụt giảm vì virus Covid-19. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Apple, nhưng doanh số iPhone tại đây đã giảm hơn 60% trong tháng 2. Bên cạnh đó, do những hạn chế đi lại mà Apple đặt ra cho các nhân viên trong và ngoài Trung Quốc, việc thử nghiệm iPhone 12 nguyên mẫu đã bị trì hoãn khá là nhiều lần. Điều đó có nghĩa là iPhone 12, iPhone 12 Pro cũng có thể sẽ không được ra mắt đúng hẹn. Vừa là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!